Được rồi, ok vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nha, thì mình là Nam đây Và hôm nay đến với clip này thì uh, đây không phải là một trong bốn chế độ mà nó thường xuyên có của Brawl Star nữa Mà đây là sự kiện đặc biệt, sự kiện này thì các bạn cần phải có vé sự kiện để tham gia nhé Và sự kiện này có tên gọi là cuộc chiến sắt vụn Đại khái đơn giản thôi, các bạn chỉ cần hạ gục cái con uh, robot, robot bằng sắt vụn to đùng này là được Ok, và lựa chọn của mình trong trận này đó là Brawly Cái con này là con ném, đơn giản thôi, nó ném mình rượu anh em ạ và đây cũng là lần đầu mình 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 kiểu kiểu như mình cày game suốt từ từ xưa nay luôn ý mà đây là lần đầu tiên mình tham gia sự kiện và đây là sự kiện đầu tiên mình tham gia luôn trận đầu tiên của sự kiện đầu tiên mà lần đầu tiên trong đời mình tham gia ok nói hơi nhiều chứ đầu tiên nhưng mà kệ nó ok hy vọng các bạn hy vọng là có có những ai mà chơi Brawl Star lâu rồi ý, thì các bạn uh, nếu các bạn có thấy kỳ kỳ về cách mình chơi bởi vì thật sự đơn giản thôi mình chơi, mình mới mới chơi Brawl Star không được lâu lắm và thứ hai nữa là mình uh, nếu mà các bạn xem clip này có thể là mất có thể là rất mất mất có phải mất vài ngày sau mình mới đăng nó lên so với thực tế cho thực tế cho nên là các bạn có thể cảm cảm thấy như kiểu là tại sao có có khi các bạn có các bạn biết là cuối tuần mình hay lên livestream đúng không thì có khi các bạn lại thấy là ủa sao sau cuối tuần mình thấy thấy chơi hay hơn mà tại sao sau bây giờ làm clip lại ra dở thế này thì cái này thật sự thông các bạn thông cảm giúp mình nhé bởi vì uh, trước khi mà mình quyết định mình vào với bosta là mình sẽ làm những clip thậm là làm những clip để thử, gọi là thử nghiệm luôn đấy để để để, để một là tập chơi hai là <laughs> để để mình cũng nắm được cái cái game này nó như thế nào đại khái vậy đây cho nên là chiến binh của mình có yếu thì các bạn cũng thông cảm thực sự ý, nếu mà các bạn có có nhu cầu mà kiểu muốn mình nạp tiền vào game cho chiến binh mạnh hơn thì mình biết là các youtuber khác người ta làm thế mà mình cũng mình không biết là ở việt nam có ai làm cái game này chưa nhưng mà cứ kệ đi uh, mình tại đại khái là căn bản mình search mình chưa thấy chưa thấy có có kênh nào của Việt Nam làm nên mình làm đơn giản là mình cũng thích cái, một là cũng cũng là vì mình thích cái game này hai là ô đậu tôi chết tôi rồi nó còn 31 phần trăm anh em ạ còn này còn 31 phần trăm thôi và cái ở uh, ờ, đúng rồi nó có chữ báo luôn kìa mình đã chơi thử thách bình thường nên là nó còn dễ ấy. nhưng nó mình thấy có mình thấy mình thấy nó có cái mức mấy cái mức để chọn cơ Đây này. Đây, đây, đây. Mình, tĩnh, mình tĩnh. Đấy thật, thật sự ý, cái lý do cái lý do, nếu mà các bạn bảo mình nạp tiền ấy thì thật sự mình đã thử rồi. Thứ nhất là cái game này mình tải khi mà mình ở Việt Nam cơ. Mà khi mình ở Việt Nam cơ. Mà bây giờ bây giờ thẻ thẻ của mình đang dùng là thẻ nước ngoài nó không có tiền Việt nữa. Nên là mình mình không nạp được tiền anh em ạ. Cay cực kỳ luôn ý nên là mình mình đánh là hoàn toàn miễn phí các bạn có nhìn thấy kiểu chiến binh của ối đậu thua rồi kìa chiến binh của mình nó có hơi yếu thì các bạn cũng thông cảm cái clip này thì đơn giản là một clip tâm sự thôi nên là tâm sự qua một chút thôi à, cuộc chiến với chùm sắt vụn kia đấy mình có nhận, mình có bằng này tướng này mà toàn tướng mở mở miễn phí hết các bạn thấy không sức mạnh của mình tầm khoảng có 4 cái con Brawley của mình nó có bốn rồi kìa mạnh nhất của mình là Bun